Hello, xin chào các Fly. Như các bạn biết thì dung hợp trong Dragon Ball tạo ra những thực thể hợp thể bá đạo đánh đầu thắng đó. Nhưng bay khá dám chắc, đa số các bạn chỉ biết đến hai cách hợp thể phổ biến nhất là bông tai Botara và điều nhảy dung hợp, đúng không nào? Một số bạn bỗng nhớ ra một số cách khác như Piccolo hấp thu đồng bào của mình và tương tự như vậy. Hôm nay bay sẽ giới thiệu cho các bạn 14 cách hợp thể khác nhau trong phim và trong mọi bản quyền thương mại có sự đồng ý của tác giả. Còn về sức mạnh của các hợp thể mạnh nhất bay sẽ làm ở tập khác. Nếu có bổ sung thêm loại hợp thể khác, bạn hãy comment thêm ở dưới nghe. Bay sẽ ghim comment giá trị nhất và đừng quên đăng ký kênh Bay TV nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. 1. Hợp thể bằng điều nhảy dung hợp. Kiểu hợp nhất bằng điều nhảy Fusion Dance này được phát triển bởi một chủng tộc mang tên là Metamoras. Goku đã học được nó khi đang chết ở thế giới bên kia, sử dụng lần đầu khi Mabu xuất hiện. Trong manga, người ta đồn rằng có một số yêu cầu nhất định cho cái dạng này, như là ngoại hình tương đương nhau hay sức mạnh cũng phải tương đối. Chả khó khăn ghê ta. Thế nhưng trong một cuộc phỏng vấn, tác giả đã say điếu. Ông nói rằng có thể hợp nhất bất kể trường hợp nào miễn là mọi thứ suôn sẻ, thậm chí còn có thể hợp nhất với số lượng lớn. Ủa, kỳ cục vậy ông già? Chuyện là do ông vẽ luôn đó. Có lẽ là do thời thế thay đổi hoặc do Goku thiếu hiểu biết nên bị giới hạn trước kia nó như vậy. Loại hợp thể này cho kẻ hợp thể mặc một bộ đồ của dân tộc Metamoras, đó là quần thùng đai lưng vải cùng một cái áo hở nách hở rúng. Để thực hiện điều nhảy thì hai người phải thực hiện động tác giống hệt nhau, đối lập như là một cái gương soi, thuần thục như nước chảy mây trôi. Ngoài ra phải hô lên Feel Fashion ở đúng mỗi động tác. Vậy nên tỷ lệ thất bại ta nói là cực kỳ cao, sơ hở là biến ra mấy thằng dị dạng ngay. Đã vậy phải ở trong dạng đó 30 phút mới có thể tách nhau ra để mà hợp thể tiếp. Vậy nên mới có chuyện thằng báo cát vàng đã bị đấm suốt một tiếng đồng hồ khi hai thằng Deku hợp thể lỗi liên tục hai lần. Nếu không ai biến lỗi ngay trong trận chiến, tất nhiên sẽ bị kẻ thù đánh như cờ hở rồi. Tuy nhiên khi hợp thể thành công thì kết quả rất xứng đáng với rủi ro, đó sẽ là một thằng người mạnh theo cấp số nhân hai thằng cộng lại. Sau khi quá trình đó thành công thì hàng giờ sau không thể hợp lại được. 2. Hợp thể bằng bông tai Botara. Loại hợp thể này diễn ra bằng cách hai người sử dụng đôi bông tai bình thường mua ngoài chợ mà thần vũ trụ Cao xin hay đeo. Mỗi thằng đeo một bên tai, đôi hoa tai này sẽ hít hai thằng ịch vào nhau tạo ra một thằng mới. Thằng mới này sẽ dung hợp mọi thứ trong người hai thằng kia với sức mạnh tăng lên khủng khiếp. Thậm chí còn phối lại cả quần áo của họ cho hợp mốt theo một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng nếu muốn biến hình cấp cao tóc xanh tóc vàng thì hợp thể xong rồi biến, chứ biến hình trước rồi hợp nó sẽ bị giảm thời gian giữ hợp thể. Những người bình thường sẽ giữ được thời gian hóa hình là một tiếng, còn nếu một trong hai người là Cao Xin thì sự hợp thể này sẽ là vĩnh viễn. Ngoài ra ý chí của người dung hợp sẽ là của Cao Xin. Như Okai và bà phù thủy già hợp nhất thì ký ức và góc nhìn sẽ thuộc về Okai, chứ bà phù thủy nào là kể về quá khứ của mình như là một người ngoài. Hợp thể này lại còn có cái máu dê khó bỏ của Okai nữa chứ. Về Kibito Shin thì giọng nói cùng ý chí được giữ lại của Kao Shin thay vì Kibito. 3. Hợp thể kiểu người Namek. Hợp thể Namek là hợp thể sinh học đầu tiên xuất hiện trong bộ truyện. Kiểu hợp thể này dù đơn giản nhưng phải dựa trên sự tự nguyện của cả hai người. Họ thường đồng ý để cho người mạnh hơn trở thành vật chủ. Khi mọi chuyện ok thì vật chủ sẽ đặt tay lên ngực người chấp nhận mất đi thể xác. Sau đó họ sẽ hợp lại thành một thông qua một luồng sáng chói mắt. Vật chủ vẫn còn tồn tại nguyên si nguyên vẹn, người kia sẽ biến mất. Toàn bộ ký ức, năng lượng, sức mạnh, trí tuệ sẽ truyền hết cho vật chủ và còn tăng lên theo cấp số nhân. Piccolo sau khi hợp thể với Neo vẫn là anh ta, nhưng dần dần phủ nhận bản thân mình, tự gọi mình là siêu Namek. Cái quá trình này nặng hơn nữa là sau khi hợp thể với Thượng Đế, anh ta phủ nhận hoàn toàn hai bạn cũ của mình. Anh ta cho rằng cả Thượng Đế và Piccolo cũ đều đã chết. Bản thân anh ta chính là một người Namek quên tên sư cũ hoàn toàn, với sự tổng hợp đầy đủ sức mạnh trí tuệ của những người trước. Những người trước đó sẽ ở trong người Piccolo để quan sát, lâu lâu xin lòi ra nói chuyện như đa nhân cách vậy. Về sau anh ta tự phủ nhận chính mình, tự lật kèo kêu mình chính là Piccolo đây, chứ không phải nhận là người Namek vô danh như hồi mới dung hợp với Thượng Đế. 4. Hợp thể hấp thụ. Đây là một loại hợp thể ép buộc liên quan đến sự tiêu thụ kẻ khác của một cá nhân, chứ không hề có một sự tự nguyện nào ở đây cả. Sau khi hấp thụ được những kẻ khác, đặc biệt là những kẻ mạnh mẽ dồi dào sức mạnh, thì cơ thể vật chủ sẽ có thay đổi rõ rệt. Sức mạnh tăng lên rất nhiều tùy trường hợp.
Nếu là Cyber Hung thì hấp thu các Android sẽ nhanh chóng kích hoạt cái dàn đã được định sẵn của mình. Còn hút người bình thường sẽ không biến đổi gì nhiều lắm, chỉ tăng năng lượng mà thôi. Mà bự khi hấp thu được kẻ mạnh thì hình dáng cùng sức mạnh sẽ thay đổi cấp số cộng theo người đó. Ăn càng nhiều càng mạnh. Những kẻ khác cũng dùng hấp thụ như Moro hấp thụ số 73 hay Muyan hấp thụ Tamayo chẳng hạn. 5. Hợp nhất theo khuôn mẫu. Đây là một loại hợp nhất mặc định giữa các thực thể có thể khớp với nhau sẵn. Khi hợp lại họ sẽ biến ra hình dạng có sẵn được mặc định từ trước. Thường thì có thể dễ dàng hợp thể và tách ra bất kỳ lúc nào. Những hợp thể ta từng thấy kiểu này là những cỗ máy của Tefilab kết hợp với nhau thành con robot khổng lồ. Abo và Kado hợp lại thành con AK-47. 7 thành viên của đội vũ trụ 3 có thể sử dụng kỹ thuật tối thượng hợp lại thành con robot sinh học Anilasa. Và hai kẻ nữa mà có thể bạn từng thấy đó chính là Karen Omi trong Dragon Ball Super Hero có thể kết hợp thành Karen Omi. 6. Dung hợp máy móc đột biến. Đây là dạng dung hợp giữa những con người máy hoặc giữa những con robot sinh học. Chúng có thể lấy từng phần của những con robot khác nhau hoặc có sơ đồ kỹ thuật tương thông, dựa theo đó hợp với nhau thành một dạng robot sinh học khác. Chúng ta đã thấy điều này trong Dragon Ball GT, khi tướng quân Ryudo hấp thụ con robot Super Mega Kanon Sigma bị Goku phá hủy để bổ sung cơ thể tăng sức mạnh cho mình. Hoặc là khi hai con Android số 17 và Android số 17 địa ngục dung hợp với nhau, tạo ra một Super 17 hoàn toàn mới mà họ không thể xác định trước. 7. Cướp xác hợp nhất. Đây là loại hợp thể khi mà kẻ thứ nhất đã chiếm hữu cơ thể người thứ hai, sau đó hoạt động như là ký sinh, khi ý thức thuộc về kẻ ký sinh, còn cơ thể lại là của vật chủ. Tùy vào trường hợp mà sức mạnh bị giới hạn bởi sức mạnh của vật chủ hoặc sức mạnh của cả hai sẽ hợp lại tăng theo cấp số nhân. Những dạng này ta từng thấy là Thượng Đế đoạt xá cơ thể ông thợ hớt tóc đánh nhau với Piccolo, Baby cướp xác Vegeta trở thành Baby Vegeta, Baby cướp xác một mớ người khác cùng một số lần Vegeta bị kẻ khác cướp mất xác. 8. Hợp nhất giả thuyết. Đó là một loại hợp nhất không có thật trong thực tế, mà nó là hình dạng hợp nhất có trong trí tưởng tượng của những kẻ khác. Trong trận chiến với Mabu, Goku định dung hợp với thằng Gohan và Bonta Botara để chiến đấu. Không may sao Gohan đã bị Bư nuốt mất, không còn ai tương đồng sức mạnh. Thế là anh tưởng tượng ra việc mình sẽ dung hợp với ông Satan để ra hình dạng nào. Sau đó là nghĩ đến việc mình sẽ dung hợp với Dende ra cái hình dạng như thế này này. Hợp thể với mấy đứa vô dụng này thì kẻ thù nó tương vào mồm. May mà Kadit được thả về từ địa ngục nên hai anh mới có thể cùng đeo bông tai bắt mặt nhau tạo ra Deku. 9. Hợp nhất dựa vào ý chí tinh thần. Cu Đen và Yamatsu đã dung hợp với nhau thành Yamatsu hợp nhất. Tuy nhiên sau khi chinh chém hai thằng thì việc hợp nhất đã bị thất bại, khiến hai thằng phải tách nhau ra thành hai nửa đều nhau. Lúc này Dobonta Botara hoàn toàn vô hiệu. Tuy nhiên hai thằng này không muốn tách nhau ra chút nào cả. Chúng cố gắng quấn lấy nhau để tiếp tục hợp thể. Ý chí quá mãnh liệt này đã thành công. Chúng lại hợp thể với nhau một lần nữa mà không thông qua Bonta Botara, tạo nên Yamatsu vô cực sức mạnh vô địch có khả năng xâm chiếm toàn thể đa vũ trụ. 10. Dung hợp Ki. Là một loại dung hợp chỉ có trong Dragon Ball Super Hero, giữa Goku Seno và Goku Cờ Cờ dưới sự trợ giúp của thần thời gian Corona. Lúc này có thể hai người không dung hợp mà là hai luồng năng lượng ki của họ sẽ hợp nhất với nhau làm một. Khi dùng chung một luồng năng lượng như vậy, buộc họ phải phối hợp ăn ý cùng tấn công một điểm cùng chiêu cùng lúc khiến lực đánh tăng theo cấp số nhân. Buộc phải cùng chỗ à nha, chứ đánh lan man mỗi thằng một hướng thì ki sẽ phân tán ra cực kiểu. 11. Hợp thể 5 thằng, Fireway Fusion. Loại hợp thể này chỉ xuất hiện trong game Dragon Ball Fusion. Đây là một hình thức cao cấp hơn của Fusion Dance, được phát triển bởi đội đặc nhiệm Ginyu, cho phép 5 người cùng hợp nhất để tạo ra một thực thể hợp nhất vô cùng mạnh mẽ được gọi là Ultra Fusion. Để thực hiện trạng thái này thì cả 5 người phải cùng nhảy một điều nhảy tương tự nhau giống như điều múa dung hợp vậy. Hợp thể có sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nhưng thời gian dung hợp lại trôi qua rất nhanh. Bởi vậy phải đánh đối thủ nhanh thì còn kịp. 12. EX Fusion. Trong game Dragon Ball Fusion thì Bulma đã sáng tạo ra một vật phẩm dung hợp mang tên là Metamorin. Cô dùng công ty capsule của mình bán ra tràn lan đại hải ngoài thị trường để ai cũng có thể dung hợp. Để có thể dung hợp với nhau thì hai người sẽ cùng đeo vòng Metamorin lên tay,
nhưng nó đết hợp lại được như bông ta bô ta ra, mà phải múa cả điệu múa dung hợp mới được, thì kênh càng hết sức. Điểm lời của loại hợp thể này là không nhất thiết phải tương đồng sức mạnh trí tuệ mới có thể dung hợp như điệu múa dung hợp, mà có thể dung hợp bất chấp như bông ta bô ta ra. Tuy nhiên nó cũng có một số yêu cầu nho nhỏ về ý chí của người dùng, đó chính là cả hai người nên có độ thân thiết nào đó để việc hợp thể có thể diễn ra thông suốt. 13. Freeform Fusion. Vụ này cũng chỉ có trong game Dragon Ball Fusion. Nó phải làm tương tự như Metamorin, nhưng nó giống kiểu hấp thụ nhau hơn. Kẻ làm chủ hợp thể sẽ hoàn toàn thống trị, giữ lại tên và tính cách của họ. Và sau khi hợp nhất, trước tên có chữ KF. Trong cái game này có tới 50.000 sự kết hợp khả thi. 14. God Fusion Goku. Loại hợp thể lạ lùng này chỉ xuất hiện trong một movie phim 4D giải đấu võ thuật siêu thế giới. Khi mà Goku không thể chống lại được Broly, bèn kêu rồng thần ra rồi ước một điều ước. Điều ước đó là dung hợp với toàn bộ khán giả trong rạp chiếu phim để tăng sức mạnh. Ảo thế chứ lì. Anh ta đã tự nhảy điệu múa dung hợp một mình, rồi đưa tay về phía khán giả xem phim để họ chạm vào tay mình. Sau đó hợp thể thành công, Goku chuyển sang dạng God Fusion Goku tăng rất nhiều sức mạnh. Góc nhìn khán giả đã chuyển sang góc nhìn thứ nhất của Goku, bắt đầu trưởng thấy cha thằng Broly. Ảo thiệt đó. 13. Video kết thúc tại đây. Bay cảm ơn bạn đã xem hết tập. Và rằng đừng quên nhấn đăng ký kênh bạn nhé. Nếu muốn xem tiếp, các bạn có thể vào trong kênh Bay và tìm những nội dung tương tự về anime mà bạn thích. Nếu yêu thích sưu tập trang bị anime thì hãy tìm kênh Bay Store nghe. Còn bây giờ thì bye bye fly.